Ủa cái này là món gì vậy cô? Bánh hấp. À bánh này là bánh hấp hả? À? Ừ. Bánh hấp đây quý vị, đây là bánh hấp nè. Bà mẹ tính giống anh như mình vậy, phê quê. Bây giờ con lấy cái bánh tráng nướng đúng không? À lấy cái bánh tráng nướng đập lên. Trời ơi bánh tráng nó nóng vừa nóng hổi luôn. Tráng hổi vừa hổi vừa ăn luôn, đó. Từ làm từ từ thôi, làm nhanh quá quay không kịp luôn á trời. Đó, xoa dầu hả? Bây giờ xoa dầu lên đúng không cô? Ừ, xoa dầu hả? Rồi. Cái món này làm dễ mà đúng không? Dễ mà. Chắc mở quán đối diện quá. Ờ, mở. Nào nào để con đập cho. Đó, đập. Bánh tráng đập là có nghĩa là mình phải dùng lắm để mình đập lại nha quý vị. Kêu kêu chắc khoái cái đập nè. Đũa ra cho tính kìa. Dạ rồi, cái này bưng qua bàn của em luôn nha. Xin chào quý khán giả của kênh YouTube Hộp Trăm Official. Ngày hôm nay thì trước khi vô lại Sài Gòn thì Trăm có ghé một cái quán bánh tráng đập. Đây là một cái món ăn gọi cũng là đặc sản của Quảng Nghĩa luôn quý vị, rất là ngon luôn. Và đây là ngày hôm nay mình sẽ tới quán bánh tráng đập của cô Kim nha. Vô mình khám phá trước. Trời ơi quá trời người biết anh Tùng luôn. Hello mọi người. Mình lại gặp nhau đây, mình lại gặp nhau đây tại quán đập cô Kim nha mọi người. Ghê không, ghê không? Đây chị Hằng Nghiễn. Làm gì mà rung dưới hả? Cái hồi hộp. Ngoài tên Tùng Nhật Lê ra thì còn có cái tên gì nữa? Tên là Bim Makeup nha mọi người. Không. Còn tên, gì? Tên khác nữa. Không á. Nói đi. Tên là tên gì? Tên mà giống như bà kia là Bảo Anh đấy. Không có, không có, mình không có bài tranh nha mọi người. Đi nhận em vô đi khám phá coi. Rồi ok mọi người. Thôi đi con đeo này vô nói như vậy nha cô. Đâm cái đeo cô ăn. Không có nói sao đâu. Đeo mắt cô kia này nè. Phải kêu cô nói mà. Cô vô đi. Cô cũng như mẹ tính như xong vậy đó. Có gì đâu vậy trời. Đeo vô nói mới nghe. Hả? Nói cái gì? Nói. Để cô hỏi gì nói đó. Ủa ghê quý vị, ở đây bà con mình hay vậy lắm. Hả? Có nói cái gì mà nói ta không nghe đó. Cô à. Đó, đây là bánh tráng đập. Ừ. Như là cô Kim. Ô cô, cô clip biết mẹ tính nó vui quá bà tính. Dạ. Bữa nay mẹ tính không đâu, không rảnh chứ không? Mẹ tính ra đây ăn lại. Ở ngoài để phân trân hình trân trân ái. Ngoài giờ không có trân hình giờ. Trân hình. Ở ngoài. Để giấy phi mà đá mà gì thêm phê mà. Kiều, bưng cái bánh rập ở dưới ướt qua kia Kiều. Đứa nào em bưng cho. Đứa nào đó. Cái khen kết nữa hả? Thì này. Bên này vô trống ít khách quá. Nó coi có diễn viên đó, coi diễn viên đó nè. Không lo nó bớt. Đây đầu tiên là có một cô nướng bánh tráng đằng kia nha quý vị. Đó, đó, cô đang nướng bánh tráng đó. Cô giơ tay lên chào cái cô đã, cô chào đó quý vị. Rồi. Còn ở đây là cái cô, cái này nếu mà mình không làm bánh tráng đập làm thành bánh nước luôn cô. Ờ, là bánh nước. Giống như bánh nước vậy đó nè. Trời ơi, cô làm nhanh quá mà. Đây nó có mấy dĩa nha cô. Rồi, cộng vô xíu em. Đó, bánh ướt bưng qua kia, bánh ướt bánh rập bưng qua kia đi. Rồi. Ông nói cho tôi đi bưng bánh. Nè, thì bưng đi nè cô. À, nó giỡn không hả? Đó, giờ coi quá trình làm này. Cô quán của mình làm bao nhiêu lâu rồi cô? 15 năm rồi con. 15 năm rồi. Rập, cái rập đây đó là Kiều ơi. Nó về biết người vỗ bò nó về nè. Nam nụ nó vỗ. Ừ, cô không biết mà. Cô ơi, có bánh rập nó dưới ướt bông qua kia kìa. Tôi cho làm cái tay gì mà thành tạo dữ trời. Trời ơi, để mới lấy tiền họ chứ. Làm bánh hấp luôn cho nó coi luôn. Bánh hấp là bánh sao cô? Bánh sống. À, rồi. Cho con vô một xíu đi. Cho con vô một xíu đi. Đó vô đi.
Đây nè, thay quý vị là ở bên trong đây là sẽ có một cái lò trấu. Kì muốn sao được không chị? Một cái lò trấu đây này, chị quay ở trong đây cho. Để nó đi, để nó đi. Đây, thưa quý vị là đây là một cái lò trấu nè. Đó. 30 tuổi mà nó trẻ quá vậy. Để tới đâu là cô sẽ cùng cái cây này để mà thọt vô tới đó nè. Cho nó có lửa. Đó, đóng kia. Hỏi luôn. Vô túi cho bà Kì. Đó. Vậy qua đây, xong rồi chát chát gì cô để con làm một lò chát thử coi. Đó, vào đất hệ đó. Vào hệ đó, hành phi đó. Đây, bây giờ con sẽ làm một cái này để khách nè. Cái này của con đúng không? Ừ. Rồi, chát hệ lấy hả? Chát vào đất hệ, bảo hành. Chát cho là... Đâu, gái mà. Gái mà khách đồ đâu nó vô, nó trù không? Dạ cô. Một bô đầy luôn nha cô. Chưa? Dạ thưa quý vị, là cái cọ này là chỉ chuyên dành đặc biệt để trét dầu và hẹ thôi, chứ không phải là để sân nhà đâu nha quý vị, cho nên đừng có lo nha. Nhiều người cũng tưởng lấy cái này lấy sân nhà rồi, sân này nó không có đâu. Rồi hành phi, hốc tay luôn đi cho rồi, bánh của tôi mà. Rồi. Qua dần mà vô trúng mấy chung nhật nó nóng lắm. Con mấy cái bánh đập đó cô. Đó bánh nước đó, em ăn cho nó nóng. Ý đập đâu ăn đó nó nóng, chứ bây giờ đập ra nó dơ. Ủa nhưng mà bưng ra ngoài đó chưa? Bưng ra ngoài cho nó lấy được. Làm cho con một cái đó đi, con đập tại chỗ con tự làm nữa ơi. Rồi rồi. Thôi để nó bôi cho nó ăn luôn mà. À bánh trắng nước là để lên kia. Đổ vô nè. Giờ có nó rập hấp không vào hả? Ở đây coi coi à, kênh mẹ tính hoài hả cô? À cô biết mẹ tính vui quá. Bà, bà... Ủa cái này là món gì vậy cô? Bánh hấp. À bánh này là bánh hấp hả? Ừ. Bánh hấp đây quý vị, đây là bánh hấp nè. Bà mẹ tính giống anh như mình vậy, phê quê à, bây giờ quá. Con lấy cái bánh tráng nướng đúng không? À lấy cái bánh tráng nướng đập lên. Trời ơi bánh tráng nó nóng vừa nóng hổi luôn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn, đó. Từ làm từ từ thôi, làm nhanh quá quay không kịp luôn á trời. Đó, xoa vào rồi. À, bây giờ xoa dầu lên đúng không cô? Ừ, xoa dầu hả? Rồi. Cái món này làm dễ mà đúng không? Dễ mà. Chắc mở quán đối diện quá. Ờ, mở. Nào nào để con đập cho. Đó, rồi. Bánh tráng đập là có nghĩa là mình phải dùng lắm để mình đập lại nha quý vị. Cái chắc khoái cái đập bụng lên. Đổ ra cho chín kìa. Dạ rồi, cái này bưng qua bàn của em luôn nha. Ừ. Rồi bây giờ mình chờ sẽ làm một cái bánh tráng hấp. Khoái cái bọc à, bánh hấp ra đúng không cô? Ừ, bánh bên nào nó ít khách vậy đó. À bữa nay ít khách hả? Ừ, bữa nay thứ hai đó em. Chứ nhập đầm lắm. Cái hấp nhìn ngon quá ha. Bánh hấp không vào nè cô ơi. Đây là bánh hấp luôn hả cô? Ừ, bánh hấp. Ừ, trút cho thêm bớt. Trút ít cho chừng lại bữa ăn. À, con này con bưng ra luôn cho. À, có bòn kia đó, có bòn kia đó. Còn cái mấy bằng con hả? Để em ăn đi rồi hấp cho đi nó cứng. Rồi, cảm ơn cô nha. Rồi, cảm ơn. Đó, quý vị mà ra Quảng Nghệ thì quý vị cứ ghé một trăm lẻ hai Lê Đại Hành. 102 Lê Đại Hành, hú hồn tưởng bị phỏng nhá. 102 Lê Đại Hành nha, quán bánh đập của Kim nha. Bánh đập thăm vào đây cô ơi. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy cô? Hả? Bón mét từ 11, từ 6 giờ đi 11 giờ vậy. 6 giờ tới 11 giờ trưa luôn nghe. Rồi. Trời ơi, vậy mà mấy ông bà kia nói với con 9 giờ hết rồi. Bữa con bay từ Chu Le vô đây cái là hả? À, 11 giờ trưa mà. À, chúc cô mua mai bán nát nha. Cảm ơn nha. Dạ. Bữa nào rủ mẹ tính miền Trung ra đi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức món này. Trời ơi, trong cái thời gian mình vô trong kia mình quay rồi ở ngoài này mọi người đã ăn sạch trơn rồi. Chứ giờ sao? Giờ mọi người đây, thưa quý vị là bánh tráng đập á là chúng ta ăn rồi ăn chung với lại mắm nêm. Mắm ké, mắm gò là mắm ké á. Ăn cho em miếng ớt đi. Coi ăn nó ngon như thế nào nha. Trước khi ăn là mình phải đập nha. Bập xuống. Không phải đập thiệt á hả? Đó, dẫn xuống. Nhìn đẹp đâm. Đó, lấy cái bánh mới kìa. Ấy là tự nhiên đập thấy nó sót quá à. Nó sát cái này nó mới chín ở đây được nó ăn chứ. Đập bánh đập rồi mà mọi người. Cái này là cái em làm nè. À có nghĩa là cái bánh tráng ở ngoài nó đang rất là giòn, mình đập cho nó dính với lại hai cái miếng này lại thì ăn mới được. Đúng rồi, ăn miếng nào. Thì mới đúng là bánh tráng đập. Mọi người về bạn Ngãi nhớ ghé bánh đập của Kim 102 Lê Đại Hành nha mọi người. Không có quá à. Cái sao?
Mời cả nhà. Nước. Camera mẹ ăn camera mẹ. Đâu má đầu nè hay là đâu má đầu. Ngon một kỳ luôn. Bay đâu bay đi, hồi ăn cao, khổ ghê. Em ngồi xuống đi cho đỡ mỏi. Đầu má không hay là đầu má đầu nè. Có uống đồ nành nóng á. Ngon mà. Uống đồ nành nóng nó mới ngon. Được không? Ok, ngon này. Ngon mà. Cái món này nó đặc biệt ở chỗ là mình ăn cái món ké là ngon nhất. Rất ngon luôn. Này ăn không cần đũa gì trơn á. Ăn này là phải ăn bóc. Bắp mới ngon đúng không? Cái này là phải dùng đũa nè, bánh nước. À, cái này là bánh nước không phải bánh hấp. Bánh ướt, bánh ướt. Hồi nãy gọi là bánh hấp, bánh ướt. Hồi nãy cô gọi là bánh hấp. Còn bánh hấp riêng. Ăn bánh hấp không? May quá, ở đây là quán bánh rập chứ không phải bánh đập nữa. Hồi đó giờ em kêu là bánh đập không à? Bánh đập cũng được mà bánh rập cũng được. Bánh đập đi. Ngon rồi. Hồi đó mình sẽ kêu cho chị Nguyễn Thị Bé quay phim 100 ké để Nguyễn Thị Bé quay phim ăn nha. Quay phim xong rồi sẽ ăn lo gì. Ăn xong rồi đó. Ăn xong rồi nằm ngủ luôn. Đúng rồi. Ăn 100 ké là cái đặc điểm nè, bánh chấm nó rất ngon. Ăn không ngán lắm. Em kêu nước máy giùm chị đấy. Ăn nữa kêu gì? Nước máy không? Kêu nữa. Kêu bánh hấp á, kêu dễ bánh hấp á. Hay con lấy con hai đau máy nha cô. Cái cận không Kiều? Nè. Cho con thêm mắm. Cận à. Em qua đây ngồi nè. Quay cận đó luôn. Trời ơi, cái bàn của mình ăn sao nó bừa bộn quá đi. Ăn cái này là bừa bộn. Ra nó hẹ. Đúng rồi. Ra hẹ đó mọi người ơi. Không phải tụi em mình ăn bừa bộn. Đúng rồi, đúng rồi, của Bin á. Vậy cho dĩa bánh hấp nha. Ăn cái này mà em ăn cả đời. Cái miếng ớt nữa. Thử em miếng ớt không? Giờ ba đứa ba cái miếng ớt hay không? Được. Mắt cục ra xá, ra chiều được á. Không được, chị cắn ớt ăn được á. Cắn đi chị, cắn thử đi chị. Cắn đi chị, ăn đi chị. Ngửa trái ra. Chị ăn cho tụi em coi bắt trước coi chị. Hôm nay được mời ăn bánh đập mà có làm sao đâu. Ủa nay sao dậy sớm hả? Không tin luôn á. Chưa, bởi hàng cá mồi gu như này nè em. Hàng cá mồi gu là làm đẹp và lầy lắc sớm. Mình đi chơi. Còn cái mà lương ương là thôi á. 9 giờ là vùng 12 rử. Ủa ba Tùng Nhật Lê đâu đâu? Đây mẹ. Vâng, vâng Tùng. À, đang thằng ấy má hỏi. Đang em biết sao không? Trong ngồi phủ sống ngồi dòng phủ phê rồi. Em phải suy nghĩ là vậy nè. Ví dụ như chị á, hẹn trước tối báo sáng mai đi, tôi biết đường. Thôi là mắm kéo rồi. Nhưng mà bà đúng giờ vậy là được rồi đó. Ở bên trong mắm kéo này là có thơm nữa. Có thơm bầm nhuyễn ra nè. Ớt tỏi, đường, sắc ngọt. Bầm thơm nhuyễn ra bỏ vô đây. Ngon cực kỳ. Người miền Trung là đi tất cả cái mắm này là mắm nè. Giờ cao điểm, giờ cao điểm nó là 7 giờ 8 giờ rồi mọi người. Ai có điểm? Đây nè. Hồi nãy đông lắm. Nè anh với chị Hằng vô không có bàn mà. Hồi nãy đông lắm mà. Đông bây giờ cũng là 8 giờ mà. Này mình chấm nha. Hai cái bánh đập. Cho ăn cái của Chăm làm bữa coi, Chăm làm á hả? À em làm á. Chăm làm á nha. Sắp tới Trâm về là đổ bánh đập bán trong Sài Gòn. Em xây cái tiệm đối diện không quý vị? Thật ra thì Trâm đang xây cái tiệm đối diện à. Ăn cái bánh Trâm làm đi nha. Đây là bánh hấp nè. Bánh hấp đó. Đây là bánh ướt. Đây là bánh ướt. Đây là bánh hấp. Đây là bánh hấp. Em không biết bánh hấp với bánh ướt nó khác nhau cái gì luôn á. Bánh hấp là bánh tráng sống hấp. Bánh này nó chín, bánh trơn còn sống sống. Còn bánh ướt là người ta đổ trong bột, hiểu không? À. Nãy em làm á, nãy em làm là bánh ướt xong em chải lên. Đây là bánh ướt nè, còn đây là bánh hấp. Em hiểu rồi. Đây là bánh ướt. Giống như mình ăn á, còn cái này là bánh hấp. Bánh hấp á là cái là bánh tráng rồi mình hấp lên.
cho mình ăn thử một cái nha. Được một cái hành phi ngon. Đây là bánh hấp nha quý vị. Bánh hấp này á, chiều gần từ bánh trắng. Bánh trắng trống á, mình bỏ vô mình hấp. Có hẹ. Đây nó có cái độ dê 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 dê. Ăn quá trời ăn. Đây nó có độ dê nha, bánh này nó có độ dê. Thì đá nó là gọi là bánh sống rồi, người ta hấp lên. À. Bánh này nó có độ dê dê rất là ngon. Bánh này là gọi là bột bằng bột, người ta tán lên là gọi là bánh ướt. Vậy là bánh này nó dê hơn bánh nước. Bánh nước nó mềm hơn. Đây. Ngon quá quý vị ơi. Ở Quân Nghệ bữa sáng là người ta ăn bánh này nè. Ăn bánh rập. Dương Tâm này gọi là bánh đập. Này chắc khoảng 19 năm. 19 đến 20 năm là mình mới ăn lại cái bánh này. Tại vì cái thời còn nhỏ là Tâm ở ngoài đây với dì Tâm á, ở ngoài Quân Nghệ á. Ở đâu được một năm á mà Tâm có được thì dẫn đi ăn cái bánh này. Nhưng mà ngày xưa lúc đó vẫn ngãi mình còn ấy lắm, còn nghèo lắm. Chưa được hiện đại như bây giờ. Mấy năm rồi mà 18 đến 19 năm hả? Ngon. Ngon lắm. Bánh hấp ngon lắm. Dài. Này của em. À, của em hả? Bánh rập là nó ăn nó giòn rụm mà gì. Ở ngoài nó có lớp bánh tráng giòn, ở bên trong là cái bánh nước. Ở trong Sài Gòn cũng có vài chỗ bán đó quý vị. Ngon lắm. Vô nha, nguyên tiệm cô Kim là A cũng có mẹ tính miền Trung á. Mẹ tính nổi tiếng. Mẹ tính miền Trung ở đây, qua tiệm này A cũng biết mẹ tính. Coi mẹ tính biết thôi. Bữa nay mẹ dắt mẹ tính, cái dịp chắc mẹ tính ra đang bánh đập. Không, dẫn mẹ tính đi review là cười xỉu luôn á. Dẫn mẹ tính đi review là câu đầu tiên với mẹ tính là vậy nè. Vậy nè. Ê, chồng, tại em không có đi chợ ở đây á, em đi chợ ở đây nhiều người biết lắm. Nếu đi chợ đó Quảng Nghệ á. Chợ Quảng Nghệ nè. Chợ mấy Dung đi mà ai cũng hỏi là về đi với Trâm hả? Vâng. Qua đi ăn đó, rồi bà đại biểu mai dắt bữa nay dắt nó ra rồi review bún mắm cho bún mắm chửi rồi của cô. Bún mắm chửi. À nghĩa từ Tân đó chị. Bà về đó. Chị với Quân đó nó hứa là lần sau mới dùng mình ra dẫn đi chợ gì. Ủa? Chợ gì? Chợ Châu Sa. Đây đâu má nè. Ngon quá má ơi. Mọi người ăn ngon quá vậy? Mình kể cho nghe. Ngày xưa ba của em á, ổng hay làm rau má vậy nè. Làm rau má uống á là về giả ra xong bỏ vô cái mùng vét cái nước đi. Ổng làm cho một cái ke mà khoảng 5 lít kìa. Mà biết làm gì không? Ngày xưa đâu có tủ lạnh. Lấy cái dây thừng á về cột vô cái đầu, dãn nắp kỹ lẹ, cột vô cái đầu, biết làm gì nữa không? Hạ xuống giếng. Biết lắm mà. Hạ xuống giếng xong rồi trên cái cây giếng á nó có một cái cây để mà chống cái tầng nhà á, cái tầng giếng á, cái tấm tôn cho nó mát á nè. Cái cây chống lên lại cột vô cái cây đó. Qua ngày hôm sau kéo cái chè lên uống một phát một đồ nó lạnh tê tế tâm hồn luôn. Hơn tôi lạnh luôn. Hơn tôi lạnh luôn mà công nhận nha. Sao mà ông bà mình ngày xưa giỏi thiệt á, nghĩ ra mấy cái ý tưởng hay thiệt. À, cột vô cái chè đó xong thẳng giếng để nó ngâm cho nó lạnh đó quý vị. Hồi xưa làm gì có tủ lạnh đâu. Cũng không mua đá nữa. Cũng vậy á, uống vậy nguyên chất luôn mới ngon. Hay à. Cũng, quý vị coi chương trình Ký ức vui vẻ chưa à? Hồi với Trâm gắn liền với tuổi thơ là nấu cắm heo. Linh thiệt luôn á, mới vừa về là mẹ tính đợt này nè. Đang nấu cắm heo ngắm trăng xong á, tự nhiên bữa nay coi chương trình á nấu cắm heo nữa thấy vui ghê. Coi chưa Tùng được lê. Có coi rồi.
Tùng coi anh Thanh Duy. Anh Tùng là coi gì anh Thanh Duy. Không phải nha mọi người. Đội của em cũng là đội của Thanh Duy nè. Đội chim hồng. Mới phát hiện ra trong coi chương trình là khán giả nói là trong cái mùa 3 này á, đây là cái tập đầu tiên mà đội 2000 được được cúp. Mình cũng thấy mình may mắn thôi. Tại vì khi mà thử tắt cái bếp lửa á, là trong vòng 5 phút là phải nhúng được bếp lửa. Đội nào nhúng nhanh nhất thì đội đó sẽ được chiến thắng. Ai ngờ đâu đội Tâm nhúng nhanh nhất. Mà thiệt, nhanh thiệt. Mới vừa nói cái đội em nhúng luôn á. Có kinh nghiệm á. Kinh nghiệm á, tại vì bình thường á là mình nấu bằng cái lá dừa. Mình quẹt bằng cái lá dừa để mình mồi á, hiểu không? Nó nấu bếp củi là phải có đồ mồi. Mình nhìn lên chương trình mình thấy trên sân khấu nó quá quá trời cái vỏ bắp luôn. Mình lấy cái vỏ bắp cho mình mồi là nhanh nhất. Ngon quá. Rồi. Mình ăn bao nhiêu rổ rồi. Mình để ra quay phim ăn đó quý vị. Để ăn vừa quay vừa chảy nước miếng nè. Cái tay nó rung này luôn nè. Bắt tay luôn. À bây giờ cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã coi clip của Trâm. Cũng như là cảm ơn anh rồi. Anh Bin với là chị Hằng ngày hôm nay đã dẫn mình tới một quán ăn rất là ngon để ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Và hy vọng là khi nào khán giả ra vào quán nhẹ thì quý vị sẽ ghé 102 quán bánh đập của Kim nha. Bánh đập 102 Lê Đại Hành. Rồi bye bye. Bye bye. Cảm ơn mới nói được nè. Bye bye.